Năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, tỷ lệ hàng lỗi và hàng tồn lớn, ý thức tiết kiệm giữ gìn vệ sinh của người lao động chưa tốt nên còn nhiều lãng phí trong quá trình sản xuất. Đây là khó khăn tồn tại ở nhiều doanh nghiệp trong nhiều năm vừa qua. Xuất phát từ thực tế này thì chương trình 721 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì đã hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng 5S. 5S được hiểu là sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng. Thu nhập bình quân của người lao động tăng gấp 3,5 lần, doanh thu năm sau tăng hơn so với năm trước 17%, tỷ lệ hàng lỗi giảm gần một nửa, năng suất tổng thể của doanh nghiệp cũng tăng hàng chục phần trăm. Đây là kết quả có được của doanh nghiệp may này sau 10 năm thực hiện áp dụng công cụ 5S của chương trình 712. Thì từ những cái đó thì nó có tác động rất lớn đến người lao động, và khi mà chúng tôi triển khai các dự án tiếp theo thì cũng được người lao động là thực hiện rất là tốt và đem lại thu nhập và đời sống tốt hơn cho anh chị em. Công cụ 5S tạo ra một môi trường làm việc thuận tiện, thoải mái, loại bỏ các lãng phí trong các công đoạn, rút ngắn thời gian vận chuyển, thời gian tìm kiếm, loại bỏ các lỗi do chủ quan của con người gây ra. Mục tiêu cao nhất là cắt giảm chi phí lãng phí. Tuy nhiên, muốn áp dụng thành công, doanh nghiệp phải kiên trì, các lãnh đạo phải cam kết thực hiện lâu dài. Cái quan trọng nhất đó là anh hiểu được bản chất của cái công cụ đó. Anh hiểu được cái tâm lý, cái văn hóa của cái người lao động, của doanh nghiệp anh. Nó đang ở chừng mực, đang ở cái thang nấc nào. Đấy, và anh phải có cơ chế, phải có một cái chính sách và phải có quyết tâm duy trì nó. Để có thể tiếp cận và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hơn nữa, đặc biệt trong việc áp dụng các công cụ cải tiến hiệu quả như 5S, thì cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ thông qua các chính sách của nhà nước. Thường thì một cái doanh nghiệp tham gia các chương trình ấy, mà áp dụng các cái công cụ năng suất chất lượng thì nhiều doanh nghiệp có thể tăng được từ 7 đến 10% về năng suất. Hiện nay thì công cụ 5S này được rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam áp dụng. Đấy, thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng muốn áp dụng các cái công cụ mới nữa. Để áp dụng thành công 5S, các doanh nghiệp không chỉ cần thời gian, nguồn lực mà còn cần được lên kế hoạch cụ thể, có một chiến lược lâu dài, đảm bảo quá trình triển khai 5S không bị gián đoạn.